Mời bạn nữ. Mời em, mình giới thiệu về thông tin cá nhân của mình dạ, đi. Mời em gái. Chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, chào bạn trai bên kia và chào tất cả mọi người ạ. Chào em. Em tên Trần Mai Hoàng Thanh Thư, em 28 tuổi. Em sinh ra và ở đây là sống ở Sài Gòn. Em đang làm nhân viên sale ạ. Rồi, mời bạn nam. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường rồi, cùng bạn nữ ngồi bên kia bước ra, em cùng toàn thể tất cả các vị có mặt ở trong khán phòng này ạ. Em tên là Nguyễn Quốc Việt và quê em ở Kiên Giang. Và hiện tại là em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Và công việc của em là em đang làm cho công ty xây dựng ạ. Chuyên đảm nhiệm trách nhiệm bên hệ thống điện đài để cung cấp cho một công trình xây dựng ạ. Tất cả các loại điện đài thì kia đó hả? Dạ dạ. Em sinh năm bao nhiêu? Dạ em sinh năm 91 ạ. Bạn gái? Dạ em sinh năm 91. Hai bạn bằng tuổi nhau, vợ chồng bằng tuổi nhau, giàu lắm á. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh của em là một người là vui vẻ, là hòa đồng, sống rất là thẳng tính và có thể là học hỏi được công việc rất là nhanh và có thể làm được rất là nhiều ngành nghề và công việc khác nhau. Thì điểm yếu của em là cũng là điểm yếu thẳng tính, đó cũng là cái điểm yếu lớn nhất của em. Và với lại cái điểm yếu lớn nữa là nhậu rất là dở, nên là đi nhiều khi đi giao tiếp cũng hơi bị hạn chế về vấn đề là rượu với bia. Có tật xấu gì không? Tật xấu em chỉ có cái tật là hay đi lạc đường thôi. Mặc dù là em cập nhật ở đường ở Sài Gòn rất là nhiều, nhưng mà nhiều khi em cập nhật bên Google Maps em cứ chạy hồi nó đi tới đâu em cũng trái biết. Có vợ đi. Đừng đi lạc đường nha. Có vợ lạc đi đường qua là nhà mệt cô lắm này mà đi qua nhà cô kia chết luôn à. Bạn gái, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, thẳng tính, nói chung là ăn nhiều, thích những món ăn lạ. Khuyết điểm của em là thích sạch sẽ nhưng mà không thích dọn dẹp. Trời đất ơi. Thì bình thường là em đang ở nhà ai? Dạ em ở với ba mẹ. Là giờ ba mẹ dọn dẹp phải không? Rồi có biết nấu ăn rồi dọn dạ, dẹp dạ nấu không? Ăn thì em cũng không biết luôn. Hả? Mẹ nấu cho ăn luôn? Mẹ em lo hết từ A tới Z cho mẹ mấy chị em. Mẹ quá phải không? Ăn ít lại nha. Dạ. Vậy có thay thế được điều đó ấy. Không gì không cho chị có tụi ơi mấy vấn đề đó là sau này về em có thể là chỉ dạy từ từ được ạ. À. Em làm được không cái đó? Dạ nấu ăn thì em vẫn có thể nấu được ạ. À. Những công việc nhà thì em cũng vẫn có thể làm được. Dọn dẹp sạch sẽ được không? Dạ được ạ. Rồi trước tiên mình làm à, được. Hứa cho cố rồi mai mốt là làm không được nha. Nói ra đây là nhiều người nhưng mà sau này về tất cả hai người phải cùng nhau đúng làm rồi. Những cái vấn đề nào mà không biết thì em có thể chỉ dạy từ từ chứ. Được không em, chịu học không? Chịu học thì chịu học, nhưng mà ví dụ như chẳng hạn như em làm là bạn nam cũng phải phụ em chứ không phải là bạn nam dạy làm đó. Dạy làm xong rồi ở đầu không phụ thì phụ chứ, em sao mà em làm một mình nổi. Ăn dữ lắm hả? Dạ ăn nhiều. Rồi không có đồ ăn rồi sao? Không có đồ ăn thì đi xin. Trời đất ơi, xin đâu? Xin bạn bè rồi vòng vòng vậy đó chị. Chết rồi em ơi, lương anh thấp lắm nha, anh tối ngày ăn mì gói với khô quẹt không á. Không biết nói sao anh. Không thì về nhà mình ăn ở nhà, mình về mẹ xin mẹ cho ăn ké bữa hay bữa vậy đó. Nếu như mỗi lần mà mẹ không có cho đồ ăn thì em có nóng giận gì không? Dạ có. Sao? Nhưng mà mẹ em không giờ để cho em nhịn đói. Đúng đó. Rồi, dạ. Chỉ có chồng để cho em nhịn đói thôi. Em đã trải qua mấy mối tình rồi em gái? Dạ em trải qua một mối tình. Bao nhiêu năm? Còn dạ chắc cũng được 2 năm. Sao chia tay? Dạ chia tay là tự vì do bạn đó đi làm xa rồi xong rồi tự nhiên rồi hai đứa chia tay thôi. Nhiều mối tình lặt vặt, em thấy giờ cuộc sống ở trên, coi trên Facebook đồ là cuộc sống ở trên nó đánh đập hành hạ vợ con rồi đại khái là như vậy á. Có bạn em quen mà bạn đó keyboard á chị, tính toán quá. Ví dụ chẳng hạn như mời em qua nhà ăn cơm, em và bạn đó cùng đi chợ thì bạn đó chỉ có mua một lạng thịt bò chia ra ăn hai bữa. Tính em thì rất là thích xài sang nhưng mà kiểu đó là em cũng thua, em cũng biết nói sao. Em có làm ra tiền không? Em buông em làm ra tiền được. Em làm ra tiền em xài thì kệ em chứ, giờ người ta không có tiền, người ta phải mua lạng thịt bò ta chia làm hai đó, không có tiền ăn mì gói không á, còn có lạng thịt bò chia làm bảy bỏ vô có mì bò thôi đúng không? Mà ăn chi ăn hoài vậy, bớt ăn đi. Bây giờ mình ăn rau với mì gói thôi được rồi. Nhiều khi em cũng cố gắng giảm cân lắm nhưng mà đại khái là giống như em chỉ cần ăn không khí thôi em cũng mập nữa. Mà có nghĩa là em chia tay bạn trai tại vì bạn trai không cho em ăn ngon nên em chia tay thiệt luôn hả? Em trai thấy sao cưng? Vậy thì em về tới nữa là bạn kia là cho em 100 gram thịt bò chia hai, còn anh gói mì anh chia làm hai á. Gói mì chia làm hai hả? Vậy thôi anh ăn hết đi, em nhịn đói cũng được. Hai bạn này về nói chuyện rất vui lắm ta. Rồi sao bây giờ em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ mẫu người bạn trai là phóng khoáng,
Đừng có kỳ bo. Người ta không có gia trưởng, người ta không phải kỳ bo mà tại vì người ta không có tiền. Chứ không phải là không, người... không có tiền em đi làm em lo được. À, dạ. Tao nói rõ, còn người ta thì nào người ta có tiền mà người ta không cho em ăn á, nó là kỳ bo. Còn bây giờ người ta không có khả năng mà em bắt người ta tự nhiên gì người ta đang khó khăn em bỏ người ta kỳ quá. Nói chuyện ăn hoài vậy. Làm như bên nó khoái ăn lắm, nói chuyện ăn khoái hoài. Khoái ăn lắm. Trời em thích nghiên cứu những món ăn lạ. Đó, thấy chưa? Bây giờ hỏi bạn trai nè, bạn trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em được một mối tình chính thức và được 2 năm. Lý do sao em chia tay? Lúc đó thì em quen bạn nữ đó thì ba mẹ bạn ấy là sống ở bên Hàn Quốc. Ừ. Nên là thời gian sau khi bạn ấy tốt nghiệp xong thì ba mẹ về rước đi qua Hàn Quốc và lấy chồng bên Hàn Quốc. Rồi, mẫu người bạn gái của em trai như thế nào? Chỉ cần là vui vẻ, hòa đồng và sống là biết kính trên nhường dưới. Mẫu người của mẫu người gia đình. Bạn kia khỏe rồi, vui rồi đó, có ăn là vui à. Ngoại hình em muốn mẫu người bạn gái mình như thế nào? Là một người có mái tóc thì dài xíu, nước da hơi trắng. Cười có đồng tiền giống chị Cát Tường thì càng tốt à. Tại vì mỗi sáng thức dậy là được thấy cười có nụ cười, có cái đồng tiền nở ra là thấy là lộn tiền nữa. Anh ơi, đại khái rằng là em không có được cái gì luôn á. Trời ơi. Đại khái. Ước mơ chỉ là mơ ước. Nói xong bên kia dập tắt ước mơ luôn. Bây giờ nói em không có gì hết trơn. Thấy sao trong lòng, nói sao em? Thì lên đây á, trước tiên mình cũng có cũng là cái duyên rồi, cái nợ thì quan trọng là để cho hai người tìm hiểu đi về sau này thôi. Còn ví dụ mà 1-2 phút để ngồi nói chuyện với nhau vậy là cũng chưa chắc đã tìm hiểu hết về nhau. Bây giờ em cảm nhận bạn gái bên này là người như thế nào? À, là một người là có thể là hơi là tròn tròn, khuôn mặt là khá mũm mĩm. Không thích phụ nữ gì? Phụ nữ là nhậu. Nhậu hả? Dạ, cho mình và nhậm tóc vàng. Để coi coi. Chắc có đủ rồi. Chào anh Nguyên ơi. Tự khai hồi nãy bên đây nói sao bên kia nó em không có hết trơn á. Còn bên đây nói sao bên kia nó có hết. Nhuộm tóc, có nhuộm tóc. Nhưng mà nhuộm đẹp em có sao đâu. Ờ, nhưng mà nhuộm rồi bây giờ nhuộm đen là vẫn được mà. Ủa tao không thích nhuộm đen, tao để màu gì được không? Tại vì nói cái găng cái tóc là gốc của con người á. Mái tóc nó sẽ dẫn đến làm nên. Bây giờ người ta lỡ nhuộm rồi nhuộm đen lại là cái gốc nó gốc giả rồi. Được không? Cái để suy nghĩ lại anh. Suy nghĩ lại là khó quá. Xong rồi xăm một chút xíu là được không? Tại vì khi mà con người ta khi mà đặt bút lên xăm lên đó thì cho dù mình tốt cỡ nào đi nữa khi mà đi ra ngoài là người khác sẽ đánh giá khác liền. Chưa mà chắc. Đặc biệt. Bây giờ á, xăm là một trong những hình thức mỹ thuật làm đẹp hơn, có thể một chút xíu cổ tay. Nhiều khi người ta bị thích. Thẹo, ta xăm lên che cái thẹo. Có thẹo, đâu có sao đâu. Dạ, tại xăm vì... không nói điều gì hết. Dạ. Nói chung... Có nhậu không em? Cái tướng này chắc cũng có. Dạ có. À. Nhậu nhiều ít. Đại khái chắc cũng được 2-3 chai. Trời ơi. À, thật thà em ơi. Có sao nói vậy? Ừ. Em có xăm không? Dạ có. Anh đừng có quan điểm là xăm là một người xấu. Cái hình xăm của em á là đại khái là có ý nghĩa rằng là cần một ai đó để nương tựa vượt qua khó khăn. Như... Rồi anh hiểu rồi. Dạ. Rồi. Em suy nghĩ lại quan điểm của mình đi. Anh thấy rằng á cuộc sống càng ngày hiện đại cũng phải thoải mái ha. Đừng có làm gì quá gọi là thuần phong mỹ tục là được rồi. Bên đây là một cô gái rất là dễ thương luôn ha. Ây da, càng qua hàng để tôi qua tôi coi anh bên này cặp sao. Cặp này quan dạ, điểm khác nhau. Nếu mình ưng bụng thì bao lâu sau mình đám cưới được? Và nếu như được thì trong năm mai luôn vẫn được à. À, mình có phải làm dâu không? Dạ, có thể là có. Mà ở rể được không? Dạ không, mà tại vì định hướng của em sau này là em sẽ về quê lập nghiệp à. Về rồi. Kiên Giang lập nghiệp. Vậy là có thể về quê lập dâu. Chúng ta chỉ hỏi quan hơi điểm các bạn thôi. Hơi khó ha, suy nghĩ đi cưng. Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân. Bạn trai đi với ai? Dạ bữa nay em đi với chị ruột, anh rể và những người bạn học và bạn đồng nghiệp ạ. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và toàn thể quý vị khán giả trong trường quay hôm nay ạ. Em là tên Thùy, là chị gái của em Việt. À, bình thường em Việt cũng là một người sống hòa đồng, cũng rất là dễ tính chứ không phải là khó tính như nãy giờ mọi người nhìn thấy đâu. Tại vì em ấy cũng hơi vui vui chút xíu. Vui đâu, thấy căng quá trời căng vui đâu. À, em thấy bạn gái bên đây thì coi cũng được, cũng dễ thương á. Nhưng mà bạn ấy nói thích sạch sẽ nhưng không thích dọn dẹp, ăn nhiều. Nhưng mà em trai em thì lại nói là không có kinh tế chỉ ăn mì gói. Nhưng thật sự là thời buổi này thì ăn mì gói cũng có nhưng ít thôi chứ đâu phải ngày nào cũng ăn đâu chị. Đúng có rồi. Đâu dạ. Linh là ngày nào ăn mì gói luôn đó. Dáng vẻ bề ngoài nó không quan trọng. Ví dụ như là hình xăm hoặc là tóc vàng, tóc đỏ không quan trọng. Nhưng mà quan trọng là tính cách, cách cư xử với những người trên, người dưới như thế nào cho đúng là được. Đó, chị gái ta nói đúng chưa? Không? Em khó quá em ơi. Trời ơi, chị nói quá đúng.
Rồi bạn gái, hôm nay mình đi với ai? Em hôm nay em đi với em họ với lại dì. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh và chào tất cả mọi người ở phim trường ạ. Thì Thư nói ở đây á, không phải ăn, kiểu như ăn nhiều đâu ạ. Khi mà đi chung với chị Thư á, thì chị Thư là cái người mà ít ăn hơn cả em nữa. Anh chỉ có ăn mấy cái món mà có trên mặt bàn rồi một hai món gì thôi à, không có phải là ăn nhiều giống như là chị Thư lúc nãy giờ nói. Rồi cái sạch sẽ thì Thư khá là thích người sạch sẽ và Thư cũng rất là sạch sẽ. Ở nhà dọn dẹp thì cũng có dọn dẹp chứ không phải là không. Còn về cái vấn đề mà tóc tai và cái hình xăm á, thì em cũng có ý kiến là cái tóc á thì hợp với cái mẫu người của chị cho nên cũng đẹp chứ không có đến nỗi mà anh nghĩ đâu ạ. Còn cái hình xăm thì chị Thư có xăm một cái đường cái chữ hàng chữ ở sau vai. Nó mặc đồ là nó cũng che đi chứ không có cho người khác nhìn thấy đâu ạ. Thì em thấy anh cũng được. Cho nên thì tùy vào cái sự quyết định của hai anh chị cho nhau cơ hội để mình tiến tới xa hơn. Dạ. Thật sự anh thấy rằng em trai đây á cũng dễ thương, bạn cũng hiền. Nhưng mà anh khuyên em bớt khó tính là chút xíu đi, thoải mái chút xíu đi. Hơi khó đó, mặt hơi khó đó. Rồi người ta dễ tính, ăn được ngủ được, người ta tròn trịa. Bây giờ hai bạn hòa hợp đó, mình chia sẻ cho nhau, hai bạn đều đẹp, kéo hàng rào. Anh trai em dạ, cảm ơn bạn. Anh và em đến đây á thì cái khoảng thời gian trước mắt là nó không đủ để cho anh và em để tìm hiểu nhau. Nếu như có cơ hội á thì anh và em sẽ tìm hiểu nhau nhiều hơn. Về sau này còn cái vấn đề về sau này hình xăm hay là mái tóc gì đó thì anh và em có thể thương lượng lại với nhau. Vẫn là một khi mà tại vì mình mới gặp nhau lần đầu và tình yêu nó chưa có phát triển, một khi mà tình yêu mà nó phát triển đủ lớn á là người ta có thể chấp nhận vì nhau và sửa cho nhau tất cả những cái mà khuyết điểm của nhau. Cũng nói thiệt là có mấy lần em đi hỏi xóa hình xăm rồi, nhưng mà xóa thì rất là mắc tiền, khi mà xóa thì nó vẫn giữ lại sẹo. Nên đại khái rằng là nó cũng chỉ nằm ở ngay đây, khi mà mình bận đồ vô thì nó cũng che mất chứ nó không có ảnh hưởng gì tới cái cuộc sống sau này hết đó. Ví dụ như anh ở đây là anh ở trọ hay là ở có nhà ở đây ạ? Thường thường là anh làm ở đâu thì công trình ở đâu thì anh ở nhà tập thể của theo anh đi theo công trình. Dạ, em có nhà ở đây nên có thể anh ở rễ được không ạ? Cái định hướng tương lai của anh á là anh sẽ về quê phát triển. Nhưng mà nó còn tùy thuộc vào cái điều kiện kinh tế. Ví dụ như mà nếu như có đủ điều kiện kinh tế để phát triển ở trên Sài Gòn thì mình sẽ phát triển ở Sài Gòn. Em muốn bao lâu nữa thì về? Dạ, em dự kính là khoảng 2 năm nữa em sẽ về quê. Công việc của bạn gái có thể chuyển về quê theo chồng không? Công việc của em thì nói chung là cũng chuyển được chứ không phải không được ạ. Đối với anh là một người rất là tôn trọng lời hứa, thẳng thắn và rất là đúng giờ. Thì thêm em có... Nói chung là em là một người ít nói nên bạn trai ít nói thì càng tốt chứ đừng nói nhiều quá. Em thích hành động nhiều hơn là lời nói, chứ nhiều khi có nhiều người hứa đã xong rốt cuộc không làm được gì hết. Đúng rồi, anh ít nói lắm, một khi anh hứa là anh bất cứ giá nào thì anh cũng sẽ thực hiện được lời hứa. Dạ em mong anh cũng nói được làm được. Em lần đầu tiên gặp em thì em cảm nhận như thế nào về anh? Em thấy hình như anh có một cái gì đó gọi là gia trưởng ở đây á, mà em thì em lại không thích gia trưởng. Tính anh không gia trưởng, anh chỉ có cái là thẳng tánh thôi chứ không gia trưởng. Anh thấy sao anh nói vậy và anh nói xong rồi anh bỏ, anh không để lòng. Bạn trai có thể không nói nhiều mà thể hiện bằng hành động. Thì đến đây với chương trình hôm nay thì em cũng có một bài hát để gửi tặng cho bạn gái và cùng toàn thể quý vị ở đây. Không ngay em nhiều và say chưa cho bằng anh. Anh luôn yêu em thật lòng, yêu em thì chung. Bao hương hoa tình yêu thắm nồng, con tim thành thơ trong giấc mơ thơm nồng, rồi ông bướm lai hòa nhạc. Bao đau thương khổ lì chẳng sáng anh gươm bao mây. Bao sáng chứng đói nghèo này đua lên quy tuyển đi. Không có ai ngăn được mình, trên chiến xe thầm tình, trên chiến xe tóc hành tình yêu. Rồi thôi, hết thời gian rồi các bạn. Rồi, suy nghĩ thật kỹ nha. Lắng nghe nhịp đập trái tim mình xem có thổn thức gì chưa. Rất nhiều người đang theo dõi chúng ta, hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3
hết thời gian. Mời bạn. Hai bạn vẫn có vẻ là đưa ra quyết định hơi chậm một nhịp so với tiếng đếm của tôi. Dạ, em đang cân nhắc ạ. Cân nhắc. Bạn gái, bạn phân vân điều gì? Em đang phân vân những cái ảnh nói, nhưng mà em cũng muốn là cho mình một cơ hội. Thật sự em cũng là một cô gái bản lĩnh, và chị hy vọng rằng là khi mà hai bên tìm hiểu nhau thì biết đâu cái tình yêu á nó sẽ đủ lớn, và hai bạn có thể sẽ có một cái thỏa thuận nó êm đẹp với nhau. Nhưng sống ở đâu cũng được, miễn bên cạnh có người mình yêu thương là được, thì chúng ta vẫn có thể hạnh phúc với nhau hai bạn nhé. Đây là những chiếc vé xem phim của cùng đạp Cinebox. Hiện tại em đang làm nhân viên nấu ăn, nấu chủ yếu là nấu nhà hàng và nấu tiệc các chị. À rồi anh Long ơi. Giới thiệu về bản thân mình, về tính cách này, ưu nhược điểm cho chương trình biết nhé. Tính cách thì em hơi nhút nhát thôi chị. Với lại chung là gọi là hơi thẳng tính. Ưu nhược điểm là em nhiệt tình, thật thà. Còn nhược điểm thì là hơi nóng tính. Rồi, nóng tính là nóng tính như nào anh? Dạ, dạng cục xúc á. Rồi, anh Long là anh chia sẻ về chuyện tình cảm của mình đi ạ. Đã từng yêu ai hay là từng kết hôn chưa ạ? Dạ, chưa từng kết hôn, mà trước đây thì em có quen một người, nhưng mà cũng chia tay lâu không lắm rồi. Chia tay khoảng 4 năm nay, chưa có quen ai nữa. Lý do vì sao mình chia tay thế ạ? Dạ, vì thời điểm đó thì bạn em đi nước ngoài. Thế rồi là anh Long muốn tìm một mẫu bạn gái như thế nào anh? Dạ, nói chung thì cũng không đòi hỏi gì hết, nó chỉ cần người đó đừng có quá vô tâm là được. Về độ tuổi này, rồi là quê quán, rồi là ngoại hình của bạn nữ thì sao? Độ tuổi thì tầm từ 30 tới 35 thôi. Còn ngoại hình thì không yêu cầu lắm. Rồi, bạn nữ ở xa một chút có mình có tìm hiểu được không anh? Hay là chỉ lên quanh thôi? Dạ có ạ. Rồi, anh Long có sở trường gì không ngoài nấu ăn ra? Sở trường thì em trước đây em cũng có học về quay phim, viết kịch bản thì, nhưng mà sau này thì em không làm đó nữa. Sao lại không làm nữa, lại chuyển hẳn sang một nghề là hoàn toàn khác, là nấu ăn thế ạ? Dạ, tại vì nghề nấu ăn là truyền thống với gia đình. À, là nhà mình có quán ăn hay sao anh? Dạ đúng rồi. Là hiện tại mình đang làm cho quán của gia đình luôn hay là sao? Dạ, quán của gia đình luôn ạ. Em ơi, em chủ động em chia sẻ đi em. Ví dụ cái quán đó là quán gì, mình tự tin, mình đang phải chứng minh để cho tụi chị sẽ thấy được em có một cái sự sẵn sàng gì cho cái hôn nhân. Tìm hiểu chưa ấy? Nên đừng có để hỏi, chị đang nghe biên tập hỏi từng câu rồi em trả lời. Dạ, tại vì em cũng hơi nhút nhát trong chuyện giao tiếp đó. Mình phải tự mình chuyển tải chứ không có lên MC, họ đâu có hỏi như tụi chị đâu. Và em phải tự trình bày, bây giờ em tự em nói về bản thân em đi. Tại sao tụi chị phải chọn em? Em có cái điều kiện như thế nào cho cái việc sẵn sàng hôn nhân rồi đó, mình chủ động mình nói đi chứ mình nhát lại một chuyện mà mình đang nói về bản thân mình, mà có phải bắt em làm cái gì đâu mà em nhát. Dạ, dạ. Thì hiện tại thì em cũng ở đang ở làm việc tại nhà. Nhà thì cái quán của em là nói chung là trước đây thì nó mở rộng quy mô như nhà hàng, thì sau này thì cũng thu nhỏ bớt lại kiểu như là quán đặc sản thôi, nhưng mà tụi em cũng vẫn nhận nấu tiệc cưới này kia. Rồi thì chung thì công việc của em ổn định, thì thu nhập kinh tế hàng tháng cũng bình thường, thì sau này thì em muốn
cần một tìm người bạn gái để san sẻ chung là nỗi niềm thôi, chứ không đến nỗi là về công việc hay gì. Nói chung kinh tế thì tụi em thì rất là ổn, có thể lo cho được người ta, nên là với lại hiện tại thì em ở với mẹ em, ba mẹ em thì ba em mất rồi, cho nên là em cũng cần tìm người để về bầu bạn với mẹ em nhiều hơn. Đó, thấy chưa, tốt lên liền, thấy không? Dạ. Em biết em nói cái gì chứ em cứ phải trả lời theo kiểu mà nhắc gừng thế thì không ai hiểu được em á. Rồi, ok, thế thì em có đạo gì hay không? Và em mong muốn người bạn gái đó về bầu bạn là người như thế nào? Tiêu chí của mẹ em có hay không? Đưa ra luôn giùm chị. Dạ, em thì em đạo Phật trong gia đình. Bạn em thì nói chung là cũng không cần tiêu chí gì đâu. Chỉ cần là một người đủ nhiệt tình, nói chung là biết lắng nghe, dịu dàng là được. Rồi, điểm em không thích ở bạn gái là gì? Điểm em không thích của bạn ở bạn gái thì em lại không thích những người cố chấp, bảo thủ. Nói chung là không có biết tôn trọng ý kiến lẫn nhau với chị. Em chỉ không thích điều đó. Rồi, ok. Rồi, chắc được. Em có ca hát gì được không? Hay nấu ăn thì lên chương trình em có thể hiện được cái màn múa chảo hay là cái gì không? Dạ, nói chung thì em có ca hát được. Còn nấu ăn thì nói chung thì em chỉ ở cái mức là em nấu được thôi, chứ không có phải biểu diễn được ạ. Rồi, vậy giờ chắc hát vài câu giùm chị ha, là xong cái phần casting của em nha. Dạ. Rồi, mời em ha, tự tin lên. Tại hôm nay em cũng đang bị bệnh, em cảm á chị. Có thể em hát là không hay cho lắm. Không sao, cứ hát đi. Tình yêu như món quà, khi có nhau đừng quên là từng vui khóc cùng nhau, mà cớ sao ta vội muốn cách xa. Tình yêu vỡ tan, cứ quay đầu lại phía sau xem ai đã đang kề cạnh ta lúc đau. Dạ, em xin hát. Rồi, hay đấy. Rồi, được rồi. Cảm ơn em ha. Dạ, cảm ơn ạ. Rồi, chào em. Dạ, anh bấm nút đỏ kết thúc cuộc gọi giúp em nha. Dạ, cảm ơn. Thôi, anh giới thiệu bản thân mình với cả chương trình nha anh nhé. Anh giới thiệu đầu tiên là về các thông tin cơ bản như là tên tuổi này, công việc hiện tại này, nơi ở của anh là ở đâu, rồi giới thiệu về tính cách của bản thân. Rồi mời anh ạ. Chào em. Tên là Nguyễn Minh Đức. Sinh năm 1991. Hiện ở địa chỉ luôn em, địa chỉ chính xác không? Rồi, anh chỉ cần nói là hiện tại anh đang ở đâu thôi ạ. Ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh em. À rồi, anh Đức là làm công việc gì anh? Anh chủ động giới thiệu về bản thân mình anh nhé. Anh là nhân viên văn phòng. Hiện tại thì anh sống với gia đình là mẹ. Anh Đức, anh chia sẻ thêm về bản thân đi ạ. Anh Đức làm nhân viên văn phòng là ở mảng nào anh? Anh làm ở văn phòng giấy tờ ấy. Giao nhận hồ sơ. Rồi, cho anh xin anh Đức một phút ạ. Các bạn hãy đăng ký kênh để xem lại là gì đó. Bạn khác đang vào cuộc gọi kìa. Anh đi qua đi khác ra khỏi chương trình giúp em nhé. Chúc chương trình gọi lại anh.
Rồi anh Đức ơi, anh tiếp tục được rồi ạ. Cái này là chương trình đang muốn test mình về cái vấn đề là mình ứng xử, mình giao tiếp như thế nào, mình có phù hợp để lên hình hay không. Thế nên là mình chủ động giới thiệu về bản thân giúp em nhé. Thì anh là tính cách thì anh thấy là anh một người hướng nội, vui vẻ, hòa đồng, ít nói. Rồi anh Đức chia sẻ về chuyện tình cảm của bản thân đi ạ. Thì anh đã từng có một mối tình năm khoảng 25 tuổi, khoảng một năm em đã chia tay rồi. Lý do vì sao mình lại chia tay thế ạ? Thì bạn gái đi nước ngoài. Thì từ đấy đến nay thì là mình có tìm hiểu thêm ai không anh? Có tìm hiểu nhưng mà chỉ ở mức tìm hiểu em, chứ không có một tình nào tìm hiểu. Hiện tại là cho em xin lại cái thông tin vì nãy là cái đường truyền không tốt nên không nghe rõ, là không biết mình đang làm ở mảng nào anh nhỉ? Anh làm nhân viên văn phòng giao nhận hồ sơ em. À rồi. Rồi anh Đức muốn chương trình tìm cho mình một người như nào ạ? Thì anh muốn một người bạn gái dễ nhìn, hiền lành, mẫu người của gia đình em. Biết tôn trọng chung thủy. Rồi em có tài lẻ gì không Đức? Em hả? Em tài lẻ thì khai thác gì được không vậy đó? Làm thơ, làm bánh gì đó. Thể thao, đi du lịch. Thể thao, đi du lịch. Nghe thích nghe nhạc, xem phim. Đi làm từ thiện. Hát được không? Hát thì biết hát thôi chị. Có tài lẻ thì mình thể hiện ra luôn đi chị, xem thử coi nè. Tài lẻ hả? Hát vài câu đi em, rồi bắt đầu. Người yêu ơi có biết người anh ơi, có biết nhiều anh lắm. Rồi được rồi. Rồi được rồi. Ok. Em cao okay. Bao nhiêu ấy Đức? Em cao bao nhiêu ấy Đức? Em cao bao nhiêu? Em cao bao nhiêu? Rồi được rồi, nếu mà được chọn chương trình liên lạc với mình nha. Rồi cảm ơn nha. Dạ mình xong rồi đó. Dạ mình xong rồi đó. Kết thúc giúp em đi anh. Giúp em đi anh. Ủa sao cái tiếng bị vang vậy? Anh Yên ơi. Anh Yên ơi. Anh để cái anh để có định mặt giúp em nha. Giúp em nha. Dạ rồi em mời mấy chị. Rồi xin mời mình giới